Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự việc và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hãy bản tin này. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về vụ võ sư Nguyễn Xuân Vinh đã đánh vợ con đến nỗi phải nhập viện. Đó là vụ võ sư đánh vợ đang ôm con, chồng nói rất ăn hận nên người vợ đã rút đơn tố cáo và đã xin hòa giải. Do chị L đã rút đơn tố cáo và xin hòa giải nên công an phường Thạch Bàn ở Long Biên, Hà Nội đã tạm cho võ sư Nguyễn Xuân Vinh về và xem xét xử lý vụ này sao. Và một lãnh đạo của công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ chị L sinh năm 1992 bị chồng là võ sư Nguyễn Xuân Vinh sinh năm 1987 trú phường Thạch Bàn, quận Long Biên bạo hành khi đang ôm con, chị L đã rút đơn xin tố cáo và xin hòa giải. Qua đây không biết là có thể là do người chồng răng đe và hăm dọa đốt nhà hay sao mà uy hiếp chị này, chứ không thể nào mà hòa giải được, đánh đến nỗi như vậy mà. Đó. Ngoài ra, anh Nguyễn Xuân Vinh cũng viết bản cam kết với cơ quan công an sẽ không có hành động, lời nói đe dọa hay khủng bố tinh thần chị L và người thân gia đình chị lần nào nữa cả. Theo đó, trong bản cam kết, anh Vinh cũng thừa nhận hành vi bạo hành vợ hôm 26 tháng 8 là sai trái và anh rất ăn hận. Anh Vinh cam kết sẽ hợp tác hỗ trợ chị L nuôi dạy hai các con nên người. Do vậy, cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận trình báo giải quyết đơn tố cáo theo đúng quy định. Tuy nhiên, gia đình chị L đã rút đơn tố cáo và anh Vinh có bản cam kết nên cơ quan công an đã tạm cho đối tượng về và sẽ xem xét xử lý sau. Trước đó, như ngày 27 tháng 8, một clip vừa được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã gây phẫn nộ bức xúc trong dư luận. Đoạn clip gắn ghi lại cảnh người chồng là võ sư Nguyễn Xuân Vinh hành hung vợ dã man trong khi người vợ đang bế con nhỏ mới sinh 2 tháng tuổi trên tay. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị L cho biết thời gian chung sống chị từng nhiều lần chịu đòn roi của chồng nhưng vì nghĩ đến các con nên chị đã cắn răng chịu đựng, không muốn làm to chuyện. Khi sinh người con đầu được một năm, chồng tôi đánh đập chửi bới tôi và gia đình tôi rất thậm tệ. Sau đó tôi đã làm đơn ly hôn và gửi ra tòa nhưng chồng tôi lại năn nỉ cầu xin tôi, yêu cầu tôi phải quay về và tôi đã mềm lòng nên đã quay về, chị Linh đã chia sẻ như vậy. Và theo chị L này, thời gian gần đây chị sinh bé thứ hai, tính cách của chồng chị cũng không thay đổi, thường xuyên chửi bới vợ con dẫn đến việc vợ chồng không nói chuyện với nhau. Tối hôm qua, tức là ý nói ngày 26 tháng 8, chỉ vì một lý do đơn giản là tôi mang tivi từ phòng khách vào phòng con trai lớn 7 tuổi. Anh ấy thấy thế liền mắng chửi tôi rồi lao vào đánh tôi, mặt tôi đang ôm con 2 tháng trên tay chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng. Anh ấy vốn là thầy dạy võ nên đánh tôi rất đau, mỗi cú đánh như trời giáng. Theo chị L, lúc đó chị đã rất sợ hãi bởi chồng chị đánh trúng đứa con, đặc biệt chồng chị ném sỏi vào người chị, mai bé trai đang ôm trên tay không bị làm sao cả. Cái đoạn này xem trên video các bạn sẽ thấy. Mong muốn lớn nhất bây giờ là mẹ con tôi được bình yên, không thể nào ở với người bố suốt ngày vắng nhà mà lại có tính vũ phu gia trưởng như vậy, chị L buồn bã nói thêm. Trong khi đó, trao đổi với báo chí, tên võ sư Nguyễn Xuân Vinh này cho rằng chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nhà nào mà vợ chồng trẻ chẳng xảy ra cãi nhau và to tiếng như vậy. Tôi nóng tính nên khi vợ chửi tôi có tát cô ấy vài cái chứ có gì đâu mà ầm ĩ lên vậy. Tôi thừa nhận hành động như thế trước mặt con là sai, nhưng nếu vợ bạn chửi bạn như vậy, bạn có hành động như vậy không? Tên võ sư Nguyễn Xuân Vinh này đã nói như vậy. Rồi, và qua đây cho chúng ta thấy là hiện tại là không biết lý do gì mà chị L này đã rút đơn hòa giải và không yêu cầu truy tố người chồng này nữa. Nhưng cộng đồng mạng chúng ta phải lên án cái này mới được đó. Nếu hãy nghĩ theo hướng thoáng đi, có thể là thấy chị L này là lấy được một người chồng giống như là văn võ song toàn. Võ là ở đây võ sư đấy, về đánh vợ đánh con nè, còn văn có nghĩa là đã đánh sai như vậy mà còn lên mạng nói là đó là chuyện bình thường đó. Có phải là văn quá tệ hay đây không? Đó chỉ là nói vui mà thôi chứ thiệt cái loại đàn ông như vậy thế cần phải phế ngay võ công của hắn ta. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.